Ngày 26 tháng 1, Cục Hàng không Việt Nam và Boeing Hoa Kỳ đã chính thức ký kết biên bản hợp tác về việc hỗ trợ Việt Nam đạt được phê chuẩn mức 1 về an toàn hàng không của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FAA. Theo thỏa thuận hợp tác, Boeing sẽ hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong việc hoàn thiện kế hoạch hành động khắc phục và hỗ trợ công tác đào tạo cho cán bộ của Cục Hàng không Việt Nam khi Việt Nam đạt được phê chuẩn mức 1 của FAA các hãng hàng không thương mại của Việt Nam sẽ có thể khai thác các chuyến bay vận chuyển hàng hóa và hành khách trực tiếp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hiện phía Việt Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ về các tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với Boeing là một thỏa thuận rất quan trọng. Cuối năm 2013, FAA đã có đợt đánh giá kỹ thuật với Cục Hàng không tại Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt cho việc đáp ứng phê chuẩn mức 1. Đây sẽ là tiền đề để Việt Nam mở các chuyến bay trực tiếp đến Hoa Kỳ, thay vì phải trung chuyển qua một nước thứ ba.